Chào mừng các bạn đến du lịch bụi của Biển Ngọt Travel. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về chuyến du lịch bụi ngắm hoa phượng tím ở Grafton 2019. Nếu các bạn tự lái xe từ Sydney đi Grafton thì khoảng cách là khoảng 600 km, và lái xe là 1 tiếng. Nếu các bạn có hai người lái thì phiên nhau thì chuyến đi sẽ rất là vui và bạn có thể lái xe rất dài. Phượng tím tên tiếng Anh là Jacaranda xuất hiện ở Úc năm 1850 và đến năm 1868 trong vườn ông tại Đức Bay, ông Michael Buffon tìm ra phương pháp dâm cành để trồng loại cây này. Đến cuối thế kỷ 19, cây phượng tím đã trở nên phổ biến ở New South Wales và Queensland. Grafton được coi là thủ đô của hoa phượng tím của Australia. Tính đến nay có khoảng 6.500 cây nở hoa và phủ kín một khoảng trời ở New South Wales. Nếu bạn muốn thưởng thức về thưởng thức hoa phượng tím, nói thì dễ, dễ thì không dễ mà khó cũng không khó, vì chỉ có các bạn phải chọn đúng thời điểm đẹp nhất của hoa lúc mà hoa nở, bởi vì tùy thuộc vào điều kiện khí hậu của từng năm, cho nên ngày nở hoa và ngày người ta làm festival cũng khác nhau. Năm nay thời điểm đẹp nhất để ngắm hoa ở Grafton là khoảng 25 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11. Ở đây đã có tổ chức cái festival hàng năm. Nếu các bạn đến Grafton nên vào lấy một cái map, the con Jacaranda Tree Map. Ở đây sẽ chỉ rõ cho các bạn nơi nào chụp hình đẹp nhất. Và theo cái map này thì đường Stuff Trees đi bộ dài qua đường Dobby Trees, quẹo trái qua đường Spring Trees, rồi quẹo trái nữa qua đường Paul Trees. The nice spot for the photo is corner of the stuff and the portrait. Và đây là những hình ảnh và những video mình đã chụp được trong cái chuyến đi này. Hy vọng là các bạn có thể thưởng thức và có một chuyến đi thật thú vị và vui vẻ. Chúc các bạn may mắn. Bye for now.